Cá thì rất là nhiều, đủ các thể loại mọi người ha. Nhưng mà đôi khi có những cái clip mà em lên á, ví dụ như là cá trên bồi cũ em quay một loạt như vậy á, thì cái theo như cái suy nghĩ của em á, thường là em sẽ quay một loạt, anh em nào thích cái tầm phân khúc nào chúng ta vô clip đó chúng ta chọn. Nhưng mà cái đó đối với em thì nó dễ, nhưng mà đối với anh em chúng ta, mà những anh em nào mà chúng ta chưa có rành á, thì khi chúng ta thấy những con cá mà nó xem nhau nhiều quá, anh em sẽ rất là khó lựa chọn. Đây là rút kinh nghiệm ha. Đó, rồi nếu mà lên một cái bầy mà nó mềm giống nhau hết thì anh em cũng lại khó lựa chọn lúc, tức là có nhiều sự lựa chọn mình lại khó lựa chọn. Cho nên thời gian gần đây em thấy em sẽ lên những cái clip trong đó nó sẽ có những con đuôi kèn tương đối thường ha, rồi những con limited là nó sẽ đẹp hơn nữa, rồi có những con đặc biệt, có những con special trong đó, thì anh em chúng ta lại rất là dễ lựa chọn. Tức là mình trong clip đó mình sẽ lướt qua, mình sẽ thấy con nào nó phù hợp với mình, bóc dáng body của nó, rồi cái lúa nó phải phù hợp nữa, thì thể theo yêu cầu của mọi người chúng ta và cũng như là thị hiếu của mọi người. Thì hôm nay cá em ngập nhà luôn mọi người, size 24, 25, 26 cm, rất là đẹp. Cái bầy cá này cực kỳ đẹp, nhưng mà lúa chỉ có từ là 8 củ 9 cho đến hơn 10 củ nha. Đuôi kèn 8 củ 9 là đuôi kèn đầu muỗng chuẩn chỉ hết rồi, cá rất là đẹp luôn. Giống như cái bầy mini hôm qua em lên á, cái bầy huyết mini hôm qua chỉ 5 củ 5 thôi, anh em chọn rất là nhanh, rất đẹp luôn. Thì thường á, cá mà tố chất cao thì không có nhiều, nó mình lựa nó cũng không được nhiều, nhưng mà được cái là anh em về chúng ta ủng hộ rất nhiều, tại vì những con cá đó mình rất là tự tin bán, và cũng như là mọi người chúng ta sẽ tự tin, chúng ta sẽ thấy được cái tiềm năng của nó và chúng ta mua nó rất là nhanh. Rồi, không có dài dòng nữa, bây giờ em sẽ lên cho mọi chúng ta 12 con thôi, sẽ không lên nhiều. Cá thì bao la nhưng mà chưa có lên, tất cả là chưa có số ô hết nè mọi người, thấy không? Đây là để trắng hết nè, chuẩn bị là điền thông tin vô. Còn hôm nay em sẽ lên cái vạc bên đây, cái vạc bên đây là chỉ có 12 con, trong đó sẽ từ 8 củ 9 cho đến hơn 12 củ, tức là có đuôi kèn đầu muỗng và sẽ có limited và có special luôn. Thì mời mọi người chúng ta cùng xem qua ha, anh em nào thích con nào lượm con đó nha, lên nhiều quá anh em sẽ bị loãng và rất là khó chọn. Ok mọi người nha, let's go. Rồi, ok cả nhà, thì đây là bé ô số 1 nha mọi người ha. Đó, đầu muỗng và cái dàn đuôi dàn càng cực kỳ là đẹp nha mọi người ha. Đầu clip chúng ta nhìn vô chúng ta thấy, đập vào mắt mình là tố chất của em cá nó thể hiện rất là rõ ràng mọi người ha. Ô số 1, con này là limited nha. Fully red limited, càng dài đuôi to đầu muỗng chuẩn chỉ hết. 24 cm. Đó, 11 củ 5. Clip này được đăng ngày 17 tây tháng 10 nha cả nhà, 17 tây tháng 10 ha. 17 tây tháng 10, ô số 1. 11.5 củ, đuôi kèn rất là đẹp nha mọi người nha. Đó, tuyệt vời nha. Rồi, tiếp theo là bé ô số 2. Đó, mọi người thấy không, đuôi kèn của nó nè, cực kỳ là căng và đầu muỗng và đuôi to càng dài nha mọi người thấy không. Đó, rất là khích nha. Con này thì 25 cm, con này 10.5 củ thôi, 10.5 củ thôi mọi người nha. Đó, cá căng xè chuẩn chỉ hết nha mọi người, cá có giấy chip đầy đủ nhập Indo chính ngạch ha mọi người ha. Ô số 2, 10 củ 5, 25 cm mọi người nha. Clip này là clip ngày 17 tháng 10 ha. Rồi, tiếp theo là bé ô số 3 mọi người, lại là một bé đầu rất muỗng và đuôi cực kỳ to. Đó, ô số 3, bên này là 10 củ 9 nha mọi người nha, 10.9 củ, con này là 26 cm. Rồi, em quay sẽ cận cảnh và một con sẽ gần 1 phút để mọi người chúng ta có thể nhìn được tổng quát hơn và nhìn được kỹ hơn tất cả mọi chi tiết của em cá mọi người ha. Đây là ô số 3 nha mọi người nha, 10.9 củ, 26 cm, chuẩn chỉ đầu muỗng, đuôi cũng càng dài. Đó, chất lượng về màu mè thì mọi người chúng ta yên tâm nha, những con huyết này thì đã hơn 10 năm trên thị trường rồi. Đó, chất lượng khẳng định rồi ha mọi người ha. Đây là ô số 3 nha, 10 củ 9 bé này, rất đẹp. Cá đã dưỡng khỏe ăn sung hết rồi nha mọi người nha. Rồi, tiếp theo là mình sẽ đến với lại bé ô số 4. Ô số 4, con này đuôi kèn cũng cực kỳ to nhưng mà em nó chỉ có 9 củ, 9 củ 9. Ok mọi người, 9 củ 9 nha. Đó, cá chuẩn chỉ 25 cm.
Đầu muỗng đuôi to càng rất là dài luôn, rất là lanh cá nha mọi người, đuôi bự lắm nha, 9.9 củ đó, thấy chưa, căng xệ luôn. Cái này nhìn ngoài đẹp hơn trong clip nhiều mọi người, đuôi bự hơn trong clip nhiều luôn đó. Trong clip thì quay qua máy nó đôi khi nó sẽ không được đẹp bằng nha mọi người ha. Tiếp theo là mình sẽ đến với lại bé này, là bé ô số 5. Con này là limited nha mọi người nha. Đó, càng dài miên man. Đó, càng dài miên man, đuôi rất là khủng nha. 11.9 củ. 11 củ 9, quá là phê luôn mọi người. Đuôi càng quá xá bự luôn á. 11.9 củ, ô số 5. Clip ngày 17 tháng 10 nha mọi người. Đó. Đẹp, rất đẹp. Đuôi rất là bự luôn. Anh em chúng ta nhận cá về chúng ta thả vào trong hồ sẽ thấy nó đẹp hơn ở đây rất nhiều. Tại vì ở đây em để một cái ô nó rất là nhỏ, cho nên là mấy em cá không thể hiện được cái body của nó nha mọi người nha. Rồi, tiếp theo ở đây là ô số 6 nè mọi người. Đây cũng là một bé limited, đuôi cũng càng dài. 11 củ 5, con này là 26 cm. Đuôi bự lắm nha, đuôi bự lắm nha, trong clip không thể hiện được độ đẹp của cá này đâu mọi người. Nè, mọi người chúng ta nhìn nè, đó, bây giờ mình nhìn nè ha, con bên đây, con bên trái là con ô số 5. 11 củ 9 nè. Đó, đẹp chưa? Dáng của nó hay không? Rồi, con bên phải này nè, con này là con ô số 6. Ô số 6 này á, là 11 củ 5. Đó, đuôi càng tê tái con gà mái luôn. Ô số 6. 11.5 củ, rất là bự nha mọi người. Đuôi càng rất bự. Rồi, ở đây á là mình sẽ đến với lại ô số 7. Cái hồ này á là cái đèn đèn thường nó hơi hồng nha mọi người. Đó. Con này đầu siêu mũi nha. Và càng cực kỳ khủng luôn. Con này 11.9 củ. Đó, tuyệt vời luôn. Rất là đẹp. 11 củ 9, thật sự em nhìn con cá này em rất là thích luôn. Đó, mình có rất là nhiều cá nhưng mà nhìn cái form này chịu không nổi, cái form gọi là cái form này là form cổ điển, tức là form mà luôn gọi là trường tồn, cái lách xích này đó, bao nhiêu đời người chơi cá rồi vẫn thích cái form cá như này. 11 củ 9 nha mọi người nha. Đó, 11.9 cũng ô số 7, con này khoảng 25 26 cm. Rồi tiếp theo bên đây là ô số 8. Ô số 8 này là 9 củ 5. Ô số 8 này 9 củ 5. Đầu muỗng nha mọi người nha. Tất cả những em cá này đa số là đầu muỗng hết. Cá tuyển lựa mà. Đu rất là thích nè mọi người thấy không? 9 củ 5. 9.5 củ. Ô số 8. Clip là 1710. Đúng không? Đó, đuôi càng tới công chuyện luôn. Rồi, đây. Ô số 9. Ô số 9 này khoảng tầm 24 25 cm. 9 củ 5. Rất là lanh cá, rất là đẹp nha mọi người. Củ 5, ô số 9. 24 25 cm, đuôi rất to và khít nha mọi người nha. Đuôi to và khít rực luôn. Ô số 9 ha. Con này nó ra hồ rộng nó bơi rất là đẹp nha mọi người. Nó sung nó sẽ càng nó sẽ hạ xuống đẹp lắm. Tại ở đây em nhốt nó hơi cái chỗ nó để vô cái ô nó hơi nhỏ mọi người ha. Đó. Rồi, bên đây là ô số 10. Đó, cá rất là sung nha mọi người nha. Con này 8 củ 9 thôi. 8 củ 9. Đu rất bự, càng rất là dài. 8.9 củ nha mọi người nha. 24 cm. Cá rất là sung. 8 củ 9 thôi ha mọi người ha. Đu chà bá bự luôn ha. Ô số 10, 8.9 củ. Rồi. Bên đây là ô số 11.
Đây là một bé Spitzel. Rồi, để em chọc chọc nó cho nó quay cái body nó qua cho mọi người ta xem. Đó, càng dài khủng, đuôi cực kỳ khủng. 12 củ chín, con này là con đẹp nhất trong clip này luôn. Tulires Bissell 26 cm. Đó, trời ơi, cái đuôi nó kìa mọi người ơi. Ô số 11 nha, Bissell 12.9. Rất là khủng nha mọi người. Rồi, tiếp theo là bên đây là ô số 12. Con này 11 củ 5. Đuôi càng nó cực kỳ tê luôn mọi người. Đuôi càng cực kỳ phê luôn, 25-26 cm. 11 củ 5 mà nó rất là đã luôn mọi người ơi. Đầu rất là muỗng nha. Đầu rất là muỗng, đặc biệt là cái đuôi của nó rất bự 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 chà bá luôn á. Em để cái ô nó hơi nhỏ cho nên nó không có thể hiện được đâu mọi người. Đó, đầu thì muỗng nha. Đuôi con này khủng lắm. Con này là con cuối cùng trong clip nha mọi người nha. Đó, con cuối cùng trong clip. Đuôi nó rất là khủng luôn. Rồi, đây là 12 con trong clip này. Anh em mà thích con nào thì lượm con đó nha mọi người nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã luôn tin tưởng và ủng hộ Rồng Việt Nam ha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người chúng ta trong clip tiếp theo nha. Trời ơi con này nó không có bơi ra thoải mái nhưng mà nói chung là con này đuôi nó rất là khủng luôn. Con số 12 này mọi người nha, limited nha, fully red limited. Ok mọi người, cảm ơn mọi người rất là nhiều nha.